Sách giáo khoa địa lý một lớp 9 có ghi, dân số nước ta năm 2002 là 79,7 triệu người. Nhưng hiện nay, dân số Việt Nam đã có hơn 94,9 triệu người. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy sự lạc hậu trong chương trình dạy của sách giáo khoa hiện hành. Sách giáo khoa bây giờ cũng chưa đủ tại vì nó cũng là hơi cũ, vẫn chưa đổi mới nhiều lắm. Em muốn là nó cũng có thêm nhiều cái mà liên quan đến xã hội nhiều hơn, với cả nó cũng cho thêm một số kiến thức về bên nước ngoài vào. Hiện nay thì sách giáo khoa nó chưa đáp ứng được hết toàn bộ nhu cầu học tập của học sinh, cho nên là đổi mới lại sẽ đáp ứng được tốt hơn ạ. Xung quanh vấn đề sách giáo khoa lạc hậu, lỗi thời, cần được đổi mới, đã có rất nhiều ý kiến đồng thuận từ phía học sinh, giáo viên và các chuyên gia giáo dục. Đa số các ý kiến đều đánh giá đổi mới sách giáo khoa là nhu cầu bức thiết hiện nay. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có bước đi phù hợp. Bộ nên có một cái chương trình dự thảo sơ lược và đưa về cho các trường. Thế thì khi đó thì chúng tôi được sự chuẩn bị đọc và chúng tôi tìm hiểu rồi chúng tôi có ý kiến. Khi đó thì Bộ tập hợp các ý kiến đó vào thì viết nên một cái chương trình sách nó sẽ sát thực hơn. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh xây dựng một chương trình sách giáo khoa sát với thực tiễn, thì chúng ta cần chú trọng đào tạo đội ngũ giáo viên và đáp ứng về cơ sở vật chất. Chương trình và sách giáo khoa vẫn phải điều chỉnh hàng năm, chứ không phải chúng ta đợi hoàn chỉnh. Cái chúng tôi vẫn lo là đội ngũ nhà giáo có đáp ứng được hay không. Có chương trình mới, có sách giáo khoa mới nhưng thầy không đổi mới thì cũng mất bằng không. Và cái chương trình bồi dưỡng ý phải làm sớm hơn. Chứ không phải có chương trình, có sách giáo khoa rồi bồi dưỡng giáo viên thì không kịp. Chương trình sách giáo khoa là trung tâm, nhưng điều kiện để thực hiện chương trình sách khoa cụ thể là đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất nhà trường, trang thiết bị trường học là ba cái yếu tố đó cần phải tập trung ưu tiên chuẩn bị đồng thời. Luật giáo dục đã quy định sách giáo khoa là tài liệu quan trọng mang tính pháp lý trong dạy và học. Vì thế, khi mà việc đưa ra đề thi vẫn nằm trong chương trình học, thì việc đổi mới sách giáo khoa phải là việc làm đầu tiên và cấp thiết trong đổi mới giáo dục.